Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft vùng đất thánh. Gì đây? Mới vô mà đã gặp một cái con tàu bay rồi. Cẩn thận. Con tàu bay này nó có sẵn cái thang leo luôn. Wow. Được vậy. Nhưng mà trên đó có vẻ khá là tối. Từ từ, để mình cung cấp tầm nhìn vô trước cái đó. Rồi, lên trên lại nè. Bây giờ cái khó của mình á là mình phải bay làm sao mà đáp vô cái thang leo này nè. Hơi căng á nha. Đâm đầu vô luôn. Sợ gì? Ê, sao mình không trèo lên được ta? Vô lý thế. Hơi bị cay rồi đó. Không có chấp nhận được. Mình sẽ lấy thật là nhiều gỗ mình trèo lên. Không đi được bằng cách đáp lên thì mình sẽ trèo lên ha. Có gì đâu mà căng. Rồi, giờ thì trèo lên thôi. Ngay đây. Khó chịu thiệt. Nó làm cái đường lên á. Mình phải trèo đó, trèo như vậy thì mới chịu nè. Chứ nãy mình bay rồi đáp lên thôi thì nó không chịu ha. Để coi. Cái tàu này nghi lắm. Phải cái này mà gần nhà mình chắc mình làm căn cứ trên không được á. Mình thấy nó xây rất là đẹp ha. Kiểu như dạng một cái khinh khí cầu bay vậy. Và mình vẫn chưa nghe tiếng quái gì hết. Chẳng lẽ trong này không có người sao? Ui, có quái rồi. Nghe tiếng xương rồi. Ồ, cái này là cái chỗ lái hay sao nè? Buồng lái á. Wow, xịn nhá. Được. Ở đây còn nhìn xuống dưới luôn nè. Rồi trên này thì... Ủa kìa. Sao mình nghe tiếng xương mà? Ủa? Ồ, cái này là cái buồng động cơ nè. Nó xây như thật ấy. Ồ, có cái lồng. Đập cái lồng ra liền. Đây rồi. Ao, ở đây có rất là nhiều tên phi công luôn. Phi công nè. Phi công. Tiêu diệt phi công luôn. Ủa sao kiếm mình giờ quýnh cái mấy con nhung nham này cũng không xi nhê vậy. Phi công núp ở trên này à. Còn này là mấy cái đồ đá đỏ của mấy tên phi công á. Đây còn cái lồng spawn nữa. Để mình bắn bọn chúng trước. Rồi. Ui, đẻ ra thêm nè. Bọn chúng có tuyệt chiêu là đốt lửa nên mình không được áp sát đâu. Cứ bắn tầm xa thôi. Rồi. Còn tên nào nữa không? Kiểm tra coi có rương giấu ở đây không. Có rương nè. Nhưng mà rương bọn này toàn chứa bơm mìn đồ đá đỏ thôi à. Không hiểu nổi luôn. Bị công gì đâu mà khoái đem mìn vậy. Hình như đây là máy bay thả mìn hay sao á. Ôi, có xương nữa nè. Xương. Nhưng mà hình như nó có 7 nha. Cẩn thận. Nó có 7 đó. Ôi nữa. Còn phi công đây nữa. Phi công nè. Sao nó không có rơi ra cái nón phi công ta? Cây thiệt. Phải có rơi ra mình lụm cái nón phi công mình về mình đội. Làm phi công đi lái máy bay. Hợp lý phết. Rồi ô. Tên này cầm rìu hả? Đâu chưa cơ. Rồi đập luôn làm spawn. Ôi nữa nó đẻ nữa. Mà may là cây cung của mình rất là mạnh ha. Có thể một hit tiêu diệt liền được những cái tên phi công này. Nên cũng không có sợ. Rồi. Giờ thì lấy đồ thôi. Ê cái rương này có kim cương nè. Đó. Đỡ hơn xíu rồi đó. Có xác nữa. Quét cạnh. Ok. Cũng được. Ô có đèn ukulele giống như của mình nữa nè. Bật lên. Ồ lần này thì cho mình cái khả năng đào nhanh rất là tốt á. Có thể giúp mình quýnh nhanh hơn á. Rồi và như vậy thì cái tàu bay này nó chỉ có như thế thôi, nó không còn gì thêm á. Được đúng một cái rương trong đó là có đồ tốt một xíu à. Mà nói chung cũng hay, xây mấy cái tàu bay này nhìn cũng đẹp phết. Bây giờ thì chắc mình đi tiếp thôi. Tiếp tục cái chặng đường để tìm những cái chỗ chứa cái Soul Star nè. Mang theo cả tuần rồi đó mà không có dùng tới bao giờ hết. Rồi đi thôi. Xuống dưới. Rồi cái kiếm này, cái kiếm mình cất vô ba lô luôn đi.
cất vô cho nó gọn ha. Xong. Lên đường nào. Hi. Tiếp tục. Wow, bên đây là đồng bằng đó hả? Thôi, ghé qua hướng bên này đi. Bên đây là một cái cánh rừng núi. Ui. Núi cao vậy. Núi đúng cao luôn. À, hết tàu bay rồi tới tàu cướp biển. Tới số nữa, tới số nữa. Rồi, 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 rồi. Cướp dân làng nè. Cướp dân làng nè. Tàn đời mấy anh. Nãy mấy anh gặp tôi là mấy anh tàn đời rồi. Lọt hố, lọt hố. Gáy chi rồi lọt hố. Thiệt tình á. Đang gáy mà lọt hố. Nhục như con cá nục vậy. Nhưng mà không sao, mình sẽ gỡ gạt lại. Bắn không? Ai cho mấy anh bắn? Còn không? Ở dưới còn không? Trước mắt là lút đồ trước đi. Mấy cái kiếm của mấy anh này thì mình lụm về á. Có gì mình tách dòng cường hóa ra để mình lấy kinh nghiệm. Cũng ổn áp lắm á. Có đầu xương trắng luôn. Nhưng mà cái đầu xương trắng này thì mình dùng được đúng không? Một cái công thức à. Ở nhà mình cũng có vài cái rồi nên mình sẽ không nhập thêm ha. Giờ thì đi xuống dưới trước nè. Thủ sẵn cây cung. Tên nào là... À, cái tàu này bị tuyết che phủ mất rồi. Tuyết nó che phủ hết lớp rồi nè. Mình không có sẵn. À, đây đây. Ow. Mấy cái tên này. Mấy tên cầm rìu. Mấy tên cầm rìu. Trời. Nên lên đây. Cầm rìu. Nó chạy hùng hụt lên nhìn sợ thiệt chứ. Tuy giáp mình cũng mạnh đó nhưng mà bọn chúng chạy như vậy thì nhìn cũng hơi sợ ha. Gì đâu mà ha. Lỗ mãn thiệt. Đây có mấy cái đồ ăn các thứ ha. Vậy là hết rồi. Bọn này khá là nghèo luôn. Hủ tiêu không cho bọn này đi cướp bóc gì hết. Nguy hiểm quá đi. Hủ tiêu cái con thuyền cướp bóc này. Ok, đi thôi. Và lâu lâu mình lại ghét tiếp dùng băng này ta. Lại có duyên với dùng băng rồi. Và ở dùng băng này mình vẫn chưa gặp được cái gọi là kim tự tháp ở dùng băng tuyết á. Để coi hôm nay có gặp được kim tự tháp hay không. Ê. Cái hình. Đây rồi. Hình như đây là tòa tháp của cái con boss nè. Chính xác rồi. Ủa, ngồi chỗ nào chịu hỏi boss đâu? Nó có rương đây nè. Có kim cương. Đá ba gian, rồi băng các thứ. Ủa, ngồi chỗ nào gắn mấy cái soul star ta? Để mình đi tìm coi. À, ở bên trong những cục băng này nó có rương nè. Nè. Chắc mình lấy không sao đâu ha. Để mình lấy cây cúp mình ra. Nhưng mà đồ nó khá là bèo luôn á. Ê, kia rồi. Kia. Những cái cục đó hình như là để mình gắn cái soul star vô á. Để mình nóc thuốc vô tiếp cho nó đảm bảo tầm nhìn. Rồi, đây rồi. Ui, trời, té cái bẹp luôn. Su, né ra chỗ khác dùm cái. Né ra đi. Đi ra chỗ khác. Ui, nó lại đẻ thêm rồi. Chưa kịp đập ra nữa. Đi ra chỗ khác. Rồi, đập làm spawn. Xong rồi đó. Giờ thì tới việc tiến hành nghi thức. Kiểu như là lắp những cái soul star vào thôi. Căn nhà. 4 cái đó, ở 4 góc luôn. Chuẩn bị. Cái đầu tiên. Ui, hơi rung nha. 2 cái. 3 cái. Và cái cuối cùng để tiến hành triệu hồi ra cái con boss cuối cùng của cái tòa tháp ha. Đó. Ủa, của nó đâu? Khoan. Còn con boss đâu? Kìa. Đây rồi. Đây là một cái con pháp sư nha. Pháp sư bóng tối. Ôi, cái này là bắt buộc phải dùng cung rồi.
Ao, nó cứ dịch chuyển liên tục á. Con này sao đánh giáp lá cà đây kìa, nó pháp thuật gì đây? À, nó tạo ra những con phantom. Mình không thể nào áp sát được nó luôn á. Căng rồi, mấy con boss trước còn dễ đánh, còn con này là hơi khó rồi. Đây rồi, nó đây rồi. À, mình có thể dùng cung để đả thương nó. Này thì lít. Ồ, này thì phantom. Mình có gai nên nó cắn mình nó sẽ mất máu á. Nó còn triệu hồi ra những cái con quái vật khác nữa cơ. Tên pháp sư này thiên về thuật triệu hồi rồi. Mình tiêu diệt mấy con quái này trước rồi đó. Ủa, nó đâu rồi? Nó bay bay khó chịu quá à. Tại vì mình phải có cánh cứng á thì mình mới bay được. Nhưng mà bay thì mình không có vừa bay vừa tấn công á, mình cũng rất là khó luôn. Ừ, bắn. Wow 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 wow. Đòn đánh của nó mạnh quá. Kìa kìa kìa. Nó đang liên hoàn tấn công luôn. Chiếc này căng rồi. Ây da. Ui. Đau quá đi. Pháp sư nè. Ôi, Ripper nữa. Trận chiến này có vẻ là mình đang rất là hất thế luôn. Ây da. Này thì pháp sư lít. Nó đang kêu nguyên một đàn phantom ra cắn mình cơ. Mình sẽ di chuyển để né bọn chúng trước rồi đó. Quá trời phantom luôn. Ui da. Làm sao để đả thương nó nhanh đây? Giờ mình sẽ thử bay để áp sát nó nha. Đó, đánh được rồi nè. À, vẫn có thể đánh được nó. Tới số người rồi. Nó đang cài số ve. Đó, nó dịch chuyển đi, nó né kìa, thấy chưa? Dịch chuyển nè. Có vẻ con này nó chỉ mạnh thôi chứ nó không có trâu đâu. Mình có thể áp sát để cận chiến để tiêu diệt nó nhanh hơn. Này thì pháp sư nè. Để coi người mạnh được bao lâu. Pháp sư nè. Giáp lá cà cho ngươi luôn. Pháp sư. Rồi, nó còn có 1/4 cây máu thôi. Pháp sư nè. Tàn đời ngươi rồi. Tàn đời ngươi rồi. Yes. Này thì pháp sư lít. Mình đã áp sát và tiêu diệt nó luôn rồi. Và khi chết nó sẽ để lại một số cái món đồ ha, để mình kiểm tra thử. Còn phantom này. Ui, nó rơi ra cả đống móng tiết cho mình luôn cơ. Nãy giờ nó quỷ hoại quá trời mà. Nó rơi ra tới tận hai cái cuộn gọi là Ancient Animal ha. Cái này thì mình có thể làm được cái gậy nè, cũng như là một cái bàn gì đó. Ngoài ra thì nó còn rơi ra những quyển sách như là nạp nhanh xuyên vào da thịt nè. Quyển sách mới. Precision. Nói chung thì những quyển sách này tương đối tốt á. Trước mắt thì mình cứ giữ đi ha. Cất vô, còn cái này thì mang về. Tí nữa mình chế tạo đồ sao. Đã thiệt á. Trận chiến này rất là căng luôn ha. Nhưng mà may là mình vẫn có thể chiến thắng. Rồi, bây giờ thì mình sẽ trở lại cái tòa tháp của nó để mình kiểm tra coi nó còn giấu đồ gì khác không. Hình như là hết đồ. À, đây. Ở dưới này vẫn còn đồ nè. Một trái táo vàng. Hết chưa? Còn cái làm spawn đây nữa. Hết rồi, hết đồ xịn rồi. Wow. Phía bên này có nguyên một cái tàu khá là bự luôn. Ủa sao nhìn quen quen ta? Hình như cái tàu này hôm qua mình mới xử lý hết một tàu giống y gan như vậy rồi. Bây giờ mình đánh nhau với nó cũng khá là lâu hay gì. Thay vào đó mình có thể ghé vô đây như vậy. Mình tặng mấy ảnh cái ngọn lửa ấm áp vào mùa đông lạnh lẽo này ha. Đó, chúc mấy anh năm mới vui vẻ nghe.
Đấy, mình giờ 2021 ai lại dùng vũ lực. Đấy, mình cho mấy ảnh sưởi ấm xíu đi. Ngay đây mình ngắm nó. Coi coi. Ui giời ơi, sáng nhất ha, nguyên cái vùng băng này luôn rồi, còn gì nữa. Sướng nhất là mấy anh này nó ngang. Thiệt mà đốt mất cái bùm đó chắc nhìn buồn cười lắm á. Kệ, tặng mấy ảnh gì đó thôi á. Chứ đánh nhau tầm này nữa, giờ 2022. Ủa gì 2022 rồi. Nhầm. 2022 là mình dùng biện pháp hòa bình đi ha. Đấy, mình tặng ảnh ngọn lửa tình yêu thôi. Rồi, chắc bây giờ thì mình sẽ tranh thủ lúc mình còn... Ui, mình còn hai mấy giây thôi hả? Thôi, để mình nốc tiếp đi. Nốc ít thôi. Để chúng ta tiếp tục đi khám phá ha. Tính ra hôm nay mình cũng hên đó chứ. Đi một lúc là đã gặp được cái chỗ boss cần tìm rồi. Và phía trên này mình thấy nó còn có một cái đảo bay gì nữa nè. Wow. Lần đầu tiên mình gặp ngôi nhà bay luôn. Ngôi nhà bay trên đảo bay. Ui, nó làm cái cổng nhìn dễ thương vậy. Nè, nhìn đúng dễ thương luôn á. Và nó còn mở cho mình một cái thành tựu được gọi là A Distant Memory in the Sky. Wow, cái gì đây? Ký ức gì trên bầu trời gì đây? Một cây đàn ukulele. Có đường vào luôn nè. Nhưng mà trong đây có vẻ khá là nhiều quái á. Nguy hiểm nha. Cái này là cái ghế chứ gì nữa. Cái Nga vàng nè. Xịn đấy. Có dấu đò không? Có đường xuống luôn. Chưa, trước khi xuống để mình đi lên trước rồi đó. Ồ, trên đây có quái. Đập liền, trên này có dấu kho báu nha. Tịch thu, tịch thu. Tịch thu hết. Dấu giếm nè. Hết rồi đúng không? Giờ thì tới tầng dưới. Ui, căng nha, căng nha. Nhiều quái lắm. Cái mồi này mình thấy hơi bị nhiều quái luôn á. Xuống luôn. Xuống luôn. Ui, đông vậy. Đông vậy. Chú cho mà ơi. Đông lắm, đông lắm. Đã vậy nó còn mặt giáp có dòng gai nữa. Ôi, đập, 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 đập. Đi, kia cúp, kia cúp. Đập ra nè, xong phim. Dấu giếm hả? Tịch thu tiếp. Ô, nó còn rơi ra cái nón của cái bác dân làng thú thư nữa nè. Đổ vô nhìn tiếu thiệt. Rồi mấy cái lặt vặt mình sẽ vứt vô trong ha. Nó có những cái quặng kim cương nè, mình sẽ đào ra luôn. Vì mình có cúp gia tài mà. Đấy, sướng chưa? Sao mình vẫn còn nghe tiếng quái ta? Thật ấy, nó đâu bên đây này? Hả? Ủa, mình nghe tiếng quái ở đâu vậy? À, nó ở bên ngoài. Oh no, no, no. Xuống dưới đi. Quýnh ông lại, mình để cho nó lọt xuống dưới á. Ủa, mình còn nghe tiếng nhiều lắm. Nè, nè, nè. Cả đống con sướng ngoài luôn. Đi xuống dưới đi. Đi xuống dưới đi. Đi xuống dưới. Đi xuống dưới đi. Đi xuống dưới. Bữa tiệc. Ô ô ô. Còn có bé dân làng đi ra đây nữa. Dơm ba dân làng nè. Xương nè. Ủa sao quái đâu ra nhiều lắm nha. Hình như trong này nó còn đường đi hay sao á. Nè, nó còn cái lòng spawn ở trong mấy cái góc nè. Thảo nào. Thảo nào vẫn còn rất là nhiều quái ha. Đây, mình đập hết đi. Có vẻ là trên đây là chỗ để canh gác thôi à, chứ không có dấu rương đâu. Ok. Như vậy thì mình đã khám phá xong một cái ngôi nhà trên không ha. Ở đây còn có thi cung nữa chứ. Còn phía bên này là một ngôi nhà rất là dễ thương nè. À, cái này là nhà câu cá ha. Mình... Ui, ở đây mà còn dính cái hiệu ứng đào chậm ở tít ở dưới kìa. Điêu thật. Trời trời trời, đây là mấy anh câu cá đi hả? Cầu cá không lo câu cá đi. Núp núp ở đây làm gì? Cầu cá nè. Tịch thu luôn. Ui, mà bị dính đào chậm mày đào không nổi đâu. Ui, cái quyển sách quá trời dòng luôn nè. Cái này tách ra cả đống kinh nghiệm ấy. Hết à? Ồ, anh còn nuôi rùa ở đây nữa chứ.
Phía xa xa nó có cái công trình gì cả. Lạng qua đây coi thử coi. Để mình vứt bớt mấy thứ lặt vặt ở đó. Nãy giờ quẩy nó rơi ra cả đống đồ lặt vặt luôn á. Công trình này mình đã từng khám phá rồi. Nó có mấy cái bẫy ở dưới á. Thôi không xuống dưới nữa đâu. Mất công dính bẫy nữa. Sau khi trở về nhà thì mình sẽ tiến hành chế tạo ra những cái món đồ từ cái con botlet nó rơi ra ha. Đầu tiên thì mình sẽ làm trước cái được gọi là cục này đi. Table of Elevation. Sẽ cần có thêm vàng với hắc kim thạch. Hắc kim thạch ở đây, 3 cục. Vàng là như cần 2 phôi vàng. Và cuối cùng là coi một cái blazing eye nữa. Mình có 2 cái luôn. Ồ, và cái blazing eye như nó cũng là công thức để làm ra một cái vật phẩm khác nữa. Bây giờ mình đang phân vân giữa việc làm hai cái công thức này nè. Ủa đâu rồi? Nó còn có công thức của cái gậy của con lít đó. Không biết nên làm cái gì nữa. Chắc trước mắt là làm cái bàn này trước đi ha. Đây, mình sẽ làm cái bàn trước đi. Cái bàn này, để coi. When Blazed Grand Creative Fly in a 7x7 column. À, tức là mình đặt cái này xuống là mình có thể bay hả? Bay trong phạm vi 7 ô hả? Phải không vậy? Đừng giỡn nha. Thật, cái này mình có thể bay được nè. Nhưng mà bay trong phạm vi 7 ô thôi. Hết 7 ô là mình lại đáp xuống hả? À, được, cái này mình mang theo giống như là cái biện pháp để mình bay lượn khi mà chiến đấu với boss đi. Hợp lý á. Ê, một món đồ xịn. Rồi, giờ thì tới coi. Mình còn một cái được gọi là, cái này là cái gì vậy ta? Amplifier. Mình coi tên này đủ đi. Amplifier. Nghe cái tên của nó nè. Blast Amplifier ha. Khi mình đặt xuống thì vụ nổ cái gì ta? Là kiểu như tăng cái phạm vi vụ nổ lên 30%. Cái này không cần. Vậy thôi, không cần đâu. Còn cái gậy này thì sao? Sờ tép. Gậy này khi mình đặt xuống, con quái sẽ không xuất hiện ở trong phạm vi 64 ô. Ui, cái này được nè. Giống như là mình đặt xuống cái là không có quái xuất hiện trong 64 ô, tức là mình an toàn lắm luôn á. Cũng hay. Còn cây sờ bia. Cây sờ bia này thì sẽ dịch chuyển. Vậy bây giờ mình sẽ làm trước cái gậy này đi. Cái gậy cần một hắc kim thạch. Rồi trái tim. Ủa, trái tim hắc kim thạch mình có chưa ta? Ủa, mình nhớ mình có giết con. Ủa, hay là nãy mình làm cái bàn này mất rồi nhờ? Đúng không? Ủa, là đâu làm gì có Obsidian Heart. Ủa, lần trước mình giết con boss nó có rơi ra không ta? Ủa, vậy là mình không có, trước giờ mình chưa có cái trái tim hắc kim thạch hả? Ủa, là mình nhớ là mình giết con nào nó rơi ra rồi mà ta? Ôi, chắc mình bị nhớ nhầm rồi. Vậy mình chưa có cái đó đâu. Bị ảo tưởng rồi. Ui giời ơi. Ai chà chà, gì khó rồi. Phải có cái obsidian heart này thì mới được. Thôi kệ, không sao. Giờ thì mình sẽ làm một cái thứ khác ha. Không có làm được cái món đồ đó thì thôi, mình sẽ làm một cái cánh cổng dẫn tới một thế giới khác nữa. Và khi mình xách những cái khói đá phát sáng thì chắc nhiều bạn cũng đoán được mình sắp đi tới thế giới gì rồi đúng không? Đó chính là thiên đường á. Để mình đặt coi thiên đường thì chắc mình đặt ở trên này được á. Mấy dân đàn nào mà hay lì lợm là mình cho lên thiên đường luôn. Đặt ở đâu cho đẹp vậy ta? Ở đây đi. Ở đây đẹp nè. Rồi, tiếp tục xây lên. 1, 2, 3 rồi đúng không? Rồi kéo ngang. Cho nước vào. Đó, vậy là mình đã hoàn thành xong cái cánh cổng
dẫn tới thiên đường rồi. Giờ thì mình sẽ mang theo thêm một xô nước nữa cho chắc cú ha. Cũng như là cất bớt mấy cái khối phát sáng nè. Cất bớt vô đây. Xong phim. Ôi mình lên thiên đường mình không được đốt tầm bậy đâu. Nguy hiểm lắm. Nghiệp quật á. Thiên đường mà. Rồi giờ thì cùng mình đi lên trên thiên đường thôi. Để coi coi chuyến khám phá trên thiên đường này có gì mới mẻ hay không á. Let's go. Wow wow wow. Hồi hộp đấy. Và thiên đường bây giờ sao? Sao lại có nhiều tuyết vậy? Phía trên vẫn còn kìa. Sáng quá, sáng quá. Tối đi, tối xíu đi. Sáng quá nó chả là. Wow. Đây là thiên đường hả? Thiên đường gì nhìn gì kỳ vậy? Không giống thiên đường tí nào cả. Ha, nhìn nhìn thấy nó cứ lạ lạ làm sao á. Ui. Mình gặp tòa tháp và có con gấu đứng ở trên nè. Lạ nhá. Chị để đá qua coi thử. Ui da. Rồi luôn, con kia nó quýnh mình xong nó phát nổ chết luôn rồi. Hết chuyện. Rồi vô đây thử. Tòa tháp gì đâu mà có con gấu ở trên á, trên đỉnh luôn. Có rương. Nó cho mình những cái fragment Zanite. À Zanite là một loại khoáng sản ở bên thiên đường á. Mình có thể làm được giáp luôn nè. Wow, cái giáp, set giáp nó nhìn khá là đẹp á. Lẫm luôn, cái xô ở trên thiên đường đó nè. Hết rồi. À ngoài ra còn bạn gấu ở trên nữa. Shit nữa thì quên bạn gấu ở trên nè. Để mình ra ngoài mình coi thử coi. Ôi, kìa gấu. Không biết bằng cách thần kỳ nào đó mà gấu trèo lên trên đó được nữa. Ảo thật đi. Và nãy giờ mình khám phá trên thiên đường á, mình vẫn chưa gặp được dạng công trình nào mà to to hết. Để mình đi thêm một vài vòng nữa coi. Mong rằng là gặp được sớm á. Ui ở đây có gấu nè, mà gấu có dẫn theo con là nguy hiểm lắm á. Kiểu như rất là hung dữ khi mà mình lại gần á. Đó đó kìa. Mặt quạo lên đi kìa. Thấy chưa? Mình có kinh nghiệm chọc gấu mà bởi vậy biết. Lúc mới vô bị gấu quýnh sắp mặt mấy lần rồi. Nên cũng có kinh nghiệm dữ lắm. Ôi thôi chạy trước. Ê, và cái quặng hồng hồng này có phải là quặng Zanite không? Để mình trèo lên mình đào thử coi. À quặng này là quặng khác nữa. Quặng này tên là Gravity. Để mình đào ra cái. Lắm. Rồi con nó có làm được nhiều thứ không á. Ê quặng này còn mạnh hơn quặng Zanite nữa nè. Làm giáp nó còn trâu hơn Zanite luôn. Cho 8 giáp luôn. Tức là nó có độ độ phòng ngự tương đương với giáp kim cương á. Uầy. Xin vậy. Mà lại tìm một cách lộ thiên luôn á. Vậy là phía trong những cái hòn đảo này ẩn chứa rất là nhiều khoáng sản mà có thể làm được giáp á. À, tuy không có nhiều công trình nhưng mà thiên đường được cái có rất là nhiều khoáng sản làm được giáp luôn. Cũng hay. Ở đây có thêm quặng Gravity nè. Mình sẽ đào ha. Lại tiếp. Được 15 rồi. Mình sẽ gán lấy mỗi thứ 24 á, để làm được một cái set giáp ở bên đây nè. Mình sưu tầm giáp đi. Người chơi hãy sưu tầm giáp. Và đây tiếp. Mà tính ra cái quặng Gravity nó khá là khó tìm á. Mấy hòn đảo thì mới có một chỗ có thôi. Ui ở đây có. Hình như là cái quặng màu tím. Chính xác là Zanite nè. Đó đó. Rồi 10 Zanite. Tuyệt vời. Kìa. I see you. Xuống đào thôi. Ê cái gì vậy? Oh no. Oh my god. Ở đây còn có tuyết lún nữa. Trời ơi. Ouch. À. Mình mắc kẹt vô tuyết rồi. Ui.
Ghê á. Mình đi support tiếc à. Ê 23 rồi nè. Wow wow wow. Xin. Lên trên đó đào thêm cái nữa là đủ rồi. Sắp được về rồi. Yes. Lên lên lấy nốt cái chỗ này nữa. Ui hồi nãy các bạn thấy mình bị support tiếc không? Tưởng đâu đi bán muối rồi chứ. Rồi đây đây đây. Nó đây. Tán tiền 28 luôn. Coi coi. Ừ ngoài ra thì nó còn làm được kiếm đúng không? Kiếm với cái gì á? Cái gì? Bloodstone Peer into the wheel. Mấy cái đồ lạ lạ mà. Xíu gì nhà mình làm thử á. Hình như hết khoáng sản rồi. Nãy giờ mình chỉ gặp hai lỗ khoáng sản đó là chính à. Thôi chắc giờ mình đáp xuống dưới trần thế thôi. Từ trên trời bay xuống nè. Ui đang bị say sẩm chóng mặt nha. Cắm đầu xuống đất luôn. Ủa mình xuất hiện ở đâu vậy? Chỗ này nhìn lão quá đi. Bay coi thử coi. Nó có gần nhà mình không? Ôi chắc không gần nhà mình rồi. Có cánh rừng này là mình thấy lạ quá rồi nè. Sau khi trở về nhà thì công việc đầu tiên là mình sẽ đi nấu một chút đá. Một xíu mình sẽ làm những cái vàng pha thuốc. Còn bây giờ... Ủa gì? Nấu đá đây mình làm cái giá treo đồ. Còn giờ thì mình sẽ làm cái set đồ từ cái quặng Gravity ha. Nón nè. Wow, cái nón màu hồng nam tính nữa. Đúng cái màu mình thích nữa chứ. Màu cái áo nè. Rồi cái quần. Rồi thêm cái ủng nữa. Trời ơi, cái set đồ này... Cho mấy bạn nào fan của màu hồng nha. Nhất mấy bạn thích màu hồng rồi đó. Rồi. Thêm cái áo nữa. Giờ tới mấy bạn thích màu tím thì cũng sẽ rất là thích set đồ bằng Zanite nè. Đấy. Trời ơi hơi bị đẹp. Rồi mình sẽ làm thêm một cái vật phẩm phụ nữa. Cái này không biết có công dụng chính là gì nữa. Mình thấy nó có thể chế tạo rất là rẻ luôn. Như vậy nè. Đó. Rồi mình sẽ dùng thử luôn đi. Ồ, cái gì đây? Ồ, nó có công dụng nè. Zoom strength, run speed, running speed, mid drop, flying speed. Ồ, cái này dùng... Dùng sao ta? Cái này nhìn hay quá à. Hurtness rồi gelatin decay gì nữa cơ. Nó chấm hỏi hết trơn à. Mình không có dùng được hay sao. Dùng sao. Nhìn nó lạ quá à. Mà cái này chắc là dùng được á. Mình để vô cánh cổng qua. Cái này ở bên thế giới thiên đường mà. Không biết luôn. Ảo Canada thiệt. Thôi không biết thì nên đừng có quậy. Rồi giờ thì mình sẽ làm ra một chút cái giá treo đồ ha. Ủa công thức nó sao ta? Như vậy thì phải. Ở một mình cần phải có cái phiến đá nữa. Treo giá. Cái giá treo đồ rồi nè. Giá để giáp. Một phiến đá này. Trời ơi phải cắt ra nữa trời. Mệt mỏi quá vậy. Gỗ quá, cần một sắt. Một sắt, đây. Rồi mình sẽ làm cái máy cắt đá ha. Ủa được chưa vậy? Ủa cái gì đấy, what the heck. Ui mình nung lộn đá rồi. Ui giời ơi. Đi từ thiên đường xuống bị lắc rồi. Giờ thì làm 4 cái luôn. Đó. Mình sẽ đặt ở đây. 2, 3, 4. Xong trước mắt là set đồ màu hồng nam tính. Ha. Đấy. Ôi giời ơi. Bị đẹp ơi. Bị đẹp. Rồi tới set đồ màu tím. Ghét sự giả dối. Đó. Cái này mình có thể gắn lên được không? Cái này cho cái giáp cầm không được. Vậy thôi. Gắn như thế thôi ha. Cũng rất là đẹp rồi. Trong tương lai thì có thêm những bộ giáp xịn. Mình sẽ tiếp tục trưng bày ở góc này nữa. Cho nó... kiểu như nó cân đối ha. Và nói chung thì trong chuyến khám phá ngày hôm nay, mình đã đánh bại được một cái con boss cuối cùng.
Đó chính là con bot phù thủy bóng đêm á. Và mình có được cái vật phẩm này giúp mình có thể bay lượn thoải mái trong phạm vi 7 ô nha. Phải chi nó bay xa hơn nữa thì hay biết mấy. Mà thôi kệ, có còn đỡ hơn không. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.